Trên đức cha hiền thượng linh đài cao, cầu trên đức mẹ thiên tạo chứng tâm con trẻ bước vào dân hương. Nay bụi bay đát đường trăng phan, giả lầm thần nam nữ cầu xin. Thiên cao có luật thiên đình, ngũ hành có luật thần tình mẹ cho. Nay con trẻ lần dò đạo nghi đức, cầu đạo đồng góp sức cùng nhau. Trước trên đằng thắng đường màu, để huynh xung sức đại đạo đôi chân. Cầu cho tất cả kéo sớm bền bỉ, cầu mỗi người đoàn chí đạo căn. Thế phàm là chốn khổ thân, thì ba lập thành trọn thành vẹn. Vì có khổ trần hồng nên mở đạo, vì chúng sinh còn chịu nghiệp thân. Tham sân si đã khổ muôn phần, nay gặp mẹ tinh thần tròn sáng. Nhờ mẫu mẹ bình quang độ trẻ, cầu để huynh cặn kẽ mũi tôn. Sớm mai hạnh đạo kiên cường, cầu kiều gắn bước cho trương quang cùng. Phàm giới thánh khác nhau thấy rõ, thánh giới phàm tỏ rõ chân như. Cầu cho để huynh trọn chữ tâm tư, nghĩ mình bổn phận ráng lo đặt mòn. Ai cũng được ghế ngồi kim điện, giữ làm sao chánh diện chánh minh. Trước sau tự độ lấy mình, đường tu giác ngộ độ sinh căn. Nhờ mẫu mẹ ra tay dịu dắt, cùng để huynh cân nhắc cho. Mẹ ban sứ mạng gồng, thì sao cho tròn đạo lòng mẹ ban. Cầu để huynh lúc hoang lúc nhập, đờn tỳ bà kêu gọi nhân sinh. Để huynh xin xích hậu tình, cùng nhau chia sớt phần mình căn duyên. Cùng chung bước chung thuyền chung đạo, cùng vị ngôi tái tạo mẹ ban. Trước sau hạnh đức rõ ràng, đem ra đổi chứng trọn phần kỳ ban. Mong để huynh hiểu xong sang, trước đâu mình rồi sao cầu đâu chúng là trọn tâm cái căn. Như Đức Quan Âm từ bi nghĩ xa, như Đức Mẹ hiền là thương hết đàn con.
tình thiêng liêng cân nhắc trần thầm. Cầu cho đệ huynh hiểu được sâu xa phận mình tại tục thế nào giờ. Nghĩ về mình thêm sâu một chút, đem căn tiền phu túc bình an. Nghĩ về mình đạo hạnh đang mang, đường nhân thiền thể như là gương mẫu. Gương mẫu mẹ cho thì gán lo trầm sáng, để tình thiên liêng không khổ không buồn. Thể như tuồng cải lương mỗi giây mẹ chọn, cầu đạo đầm gón gòn cho yên. Tu hành đạo hạnh căn tiên, nghĩ về mình sâu sắc thì trọn duyên đạo. Bởi vì chúng ta chưa biết nghĩ về bản thân mình, cho nên đôi lúc hữu hình còn dương. Nghĩ về mình một phận tình thương, thì tấm lòng đó là quan âm phù hộ. Nghĩ về mình còn lo chăn trâu, thì xóm cùng đưa tài cho con. Nay con cầu cho đạo đồng tất cả luôn tròn sắc son đào hoàng, ai ai cũng tình nghĩ xa với nhau. Kìa sang chúng còn đau, kìa mình còn lặng. Phải nghĩ sâu thấy mình trọn phần, nghĩ sâu vào thấy khổ chơi chơi. Ai ai cũng trách nhiệm màn quê, nhân vô thập trọn đường chân thiền, đừng buồn lo sửa nhà. Con cầu để huynh từ tâm bát nhà sớm cùng trưa trong hoa dẹn nghe nguyện. Tự học ở tâm linh, chánh giác ở căn mình, dội trao lập hành hữu hình dẹn nguyện. Con cầu cho đạo đồng ai cũng được đi tu tiên hạnh càng sáng sủa quy nguyên mẹ già. Cầu để huynh nghĩ về một phần, cầu để huynh đừng nghĩ riêng tư. Nghĩ về một phần cung hư, ai ai cũng có là tâm tư đắc thành. Cuộc sống trần giả tạm phù sinh, như đèn sắp tắt hữu hình hãm chi. Trần gian bởi chữ sân si, làm cho mất hạnh trần đi thiên sầu. Đường chân thiền căn linh cầu đạo đồng, ai ai cũng nghĩ về mình cho dèm tâm. Vậy thôi mình nghĩ có rồi, làm sao bồi đắp sáng soi cho người đời. Người đời nhìn căn hạnh mẹ ban, người đời nhìn đức hạnh nôi gương để tình thương tiếp đâu. Cổ phẩm liên qua cho xem xẻ cho, thì để huynh gắn lo cho giác một hoàn toàn. Nay khi thành ký nguyện của con, cầu cho đệ huynh mỗi người ai ai cũng được
đạo tu thì chiếm đò kỳ chót vậy thì ngắn theo lỡ kỳ đau khổ phàm đi cầu cho đệ huynh xứng xích là tròn y căn lành tình minh đạo dỗ dành công ôn dung hạnh sớm chiều chút cháu mở ra hết đằng thanh cao con người con mẹ giống nhau chờ tiền ai ai cũng được từng căn duyên ai ai cũng được cân nhắc đặng ngày về không hổ thẹn với diêu trì kim màu tâm lành có nguyện màu ban cầu cho huynh đệ thoát gian nan lụy phiền hoa sen đã nở cũng tiên đắp bồi sen nở dẹp nguyên đạo lành còn như chẳng chịu y hành e rằng sen nghéo điểm lành mẹ trong con cầu xin mẹ ở thăm ngày nay tâm nguyện con cũng đã đường thắng cầu tận lòng thành nguyện chân linh phần bổn đạo cánh dòng chân diệu ni trung phẩm thượng sanh thượng phẩm thượng sanh cảm duyên cầu tất cả về miền Đại La Căn diêu trì cung đại tàu cửa thanh linh tiêu điện chốn xưa bạch ngọc kinh thiết kiến thượng thừa tâm linh chí nguyện con cầu đêm dài hồng mẹ lễ sầu tung sang vì thương bốn đạo trong hàng ngày mai đăng được cỡ về ngôi tiền nam mô hoàng một chứng minh con phát nguyện cầu an cho tất cả bồn đạo đông tây nam bắc người người chân thiện đạo phát dẹn nguyên dị ngôi tề chứng pháp lành cũng thần học hành trọn tâm lý diệu cơ tập nhàn căn nhàn ức đại từ tôn xa tội hài nhi nam mô phật mẫu diêu trì cao nhân linh a di đà tội lỗi vừa qua ngày nay quỳ trước mẹ cha lầm thành tâm nguyện thì ba tâm phàm con cõi tộc sớm trưa công quả đồng mẫu ban lý xa tội trần mới gì còn nghiệp tâm thân phàm phu có lệ phân dân chưa tường vì trước mẹ con xin sám hối cầu mẫu hoàng xá tội đàn con nữ nam con biết lo tròn nghe lời mẫu dạy sắc son sớm chiều thân khẩu ý mọi điều gây nghiệp mà bởi vì con chưa biết tội căn ngày nay sám hối phần là để hầu chuộc lỗi đẹp phần đây nên đã bao kiếp
bất bên trần tục đã bao đời chịu khổ vì duyên gã vào ba cõi sau đàn làm nhiều nghiệp lực buộc ràng tâm tâm bởi tâm ý phân dân chưa rõ khẩu nghiệp trần lỡ tạo phàm đi đường chân tu hành tam kỳ cầu xin có mẹ từ bi độ cùng bởi vì nghiệp quấn thân bó xác đi đã bao năm tôi dạt trần miền ra vào sanh tử triền miên luân hồi địa ngục thánh phiền gì thân cơ trần thấy muôn phần thiên cảnh con biết rằng của thánh cha thương mẹ hiền dạy đạo đắc đường dắt nhiều con trẻ mũi tương tu hành nay con biết nghiệp lành còn dữ bởi vì đời trích ra trừ chưa xong cho nên tâm trí còn sầu gây ra nghiệp tục bởi dòng sát trần cha mẹ đã nhập tâm mở đạo dắt nhiều con chữ đạo là đường từ đây con nguyện mỗi tương ta sớm chiều kinh bỏ nhìn nhường với nhau dù đau đớn tâm lầm cam chịu qua tình thương yêu trọn phần đạo lành để em như thầy một cành đã sớm trưa cùng dắt dỗ dành với nhau do con lỡ tạo khẩu trần vô ý nên cam lòng sầu muộn chơi vơi từ đây sang hỏi Phật trời hết lòng tu sửa trở về mẹ cha con cũng biết nhân vô thập tròn nên đường tu còn khảo còn hành cho nên sám hối chỉ thành trọn phần xin mẹ đổ lành hồng thân con đã biết dạng phần tội phước ma sớm cùng chịu từng bước con tu ngày nay sao
sắm môi mẹ thương. Từ đây quyết nhận quyết nhường, công ngôn dung hành đời thường rồi trao. Trừ công hòa công phu trưa trước đạo là đường con bước mũi dương. Căn trần sơn đất thượng thường ấy công tâm hành đạo sớm trưa không rời. Cách ăn nói tùy thời hợp tánh sức ngôn từ diệu thánh diệu căn. Lời ăn tiếng nói trọn phần như hoa sen nở giữa gần cung tiên. Sớm cần tối cần chiên trao chút thoát ra lời chữ đạo nhân kiên. Làm sao bác ấy từ thuyền để tâm cầu ý diệu quyền sáng minh. Sớm cùng tôi chút trao thân thầy nhìn tâm như thể bề ngoài dung hình đẹp đẽ bồng lai là con của mẹ mấy ai sánh bằng. Đó là hành căn duyên tiên đạo, cớ sao người chưa trọn tư dung. Để tâm trần hạ khốn cùng mà hành đại đương sáng tụ trùng chiếu soi. Nguồn hành đó cầm tâm đức đạo bốn chữ con gánh nặng trên vai. Cấm môn dung hành miệt mài làm chưa trọn đạo bồng lai khó về. Ngày nay sám hối cần kề con xin đức mẹ dạy thời chứng minh vì con trẻ hữu hình gây nghiệp. Nay cầu trên mẫu mẹ từ tôn xả bao tội quá dâm do mà hôm nay sám hối trường còn mà đau thương. Con dập đầu lại mẹ thiên thu từ bi chứng độ cho con trần miền. Tại con quá dài quá khờ cho nên trần ngã bụi mờ còn mê. Đại trên mẹ ở màn quê thứ ta tội lỗi trần mê con nhờ. Nam mô sám hối kịp giờ hồng ân ban phúc cần cài từ bi mẹ là đức mẹ du di lòng thành. Con nguyện mẹ chứng đi căn tiền nam mô hoàng mẫu chứng minh. Nam mô hoàng mẫu chứng minh. Nam mô hoàng mẫu chứng minh. Tiếng liên ngày nay linh tử tại thiền cầu xin. Giờ thánh tinh hài nhi hầu bé dưới chân đàn đức mẹ từ tôn cầu xin mẹ độ trường còn chúng con nam nữ quyền môn
cách trẻ từ tâm trao dồi. Con xin mẹ độ trì con thảo điện quyền di mẹ bỏ khắp phương mà tử linh các trẻ bước bường trở về đến chốn tòa chương quê ở nhà. Nay con trẻ ngủ nén hương thành tâm thần nguyện xin dân chân kinh huệ đăng nguyện tỏ rạng bào tươi tốt còn tính mẹ hiền lòng đẹp xinh đầu con túi lại quyền linh mẫu vàng bổn văn hoàng mẫu chân kinh là mẹ đổ cho Phật tự nhiên thành trên nén hương đầm con xin mẹ nữ đổ phù con nam nữ tại tuyền để từ đây đạo đức trần duyên dồi cao sớm tối trần miền mũi chưa. Con xin mẹ thượng thừa ngọc cảnh chốn bể châu mẹ đổ tay lòng và từ đây các trẻ ngõ hầu mỗi đêm kính mẹ là dòng cầu diệu cung. Mẹ nữ chốn cổ cung mà chứng đỏ mà nơi đại trào phổ độ ba già chúng con lớp lớp hằng hà tự sanh vốn khổ ta bà mẹ ơi chiến đò chiều tả tới trần tục hội ngoan ba túc dục chánh chân đò chiều xin mẹ ban ơn chúng con bước xuống từng cơn con phản hồi thì muốn hạ đổi trôi có ai nghe lời vàng quân cải từ bi mẹ là Phật mẫu du di chúng con đầu mẹ thiết thi đàn tràng nhờ bị trước an châu rơi lã tả nhìn đèn hương tất và ai bi mẹ ơi kim mẫu chứng tri hương phần dân mẹ hài nhi cõi phàm xin mẹ độ con tu cho được đi chốn sông mê lần lượt qua bờ biển trần có ai chơi chơi trần gian tìm tâm ta tới bụi phàm. Nam mô con nguyện sòng lâu tiền chinh ngõ hầu nơi tây nhất con quyết tu một mực kỳ ba cuối sinh đại đức đại hà mẫu hoàng tha thứ dạy đà chúng căn. Nam mô hoàng mẫu chứng minh ni nam mô hoàng mẫu chứng minh ni nam mô hoàng mẫu chứng minh. Nam mô hoàng mẫu chứng minh ni nam mô hoàng mẫu chứng minh ni nam mô hoàng mẫu chứng minh. Nam mô hoàng mẫu chứng minh ma nam mô hoàng mẫu chứng minh. Thank you.
bệ ngọc cung tiên vốn là nhà cõi trần tạm đỡ kiếp bôn ba. Mai sau tan tác theo gió biển, cuộc sống trầm luân lắm hải hà. Nam mô Diệu Trì Kim Mầu Đại Từ Tôn. Nam mô Diệu Trì Kim Mầu Đại Từ Tôn. Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Vương Sanh Bảo Hoàng Chân Kinh. Sam Kinh Mẫu Hoàng Nghi Cuộc Kia Trời Cổ Lắm Con Ôi Nghe Lời Mẹ Dạy Cao Ngôi Trở Về. Quân ba nay đã hết rồi, lính con trẻ đắp bồi tại gia. Cuộc đời khóc mẹ kêu cha, nói rằng quân hạ thiết ta kim toàn. Vì thương mẹ mới dặn dò, thì con mẹ mới kim đò thở than. Thương các trẻ lệ tràn khóc ưa, cuộc đời này lấp lửa chánh chân. Chúng còn cố gắng từng cơn sớm chiều góp ngọc kim đơn phản hồi. Mẹ thương trẻ đứng hồi khổ nạn, ký trầm ca bị lệ chảy tuôn rơi. Từ con cách mẹ phương trời sầu mang thân gái đau đề thân trai. Quan ba gọi con hiền tình giấc, cố lo câu chân thật là đường. Ngày mai lại đau tay thương, là con gặp mẹ một đường siêu thanh. Mẹ thương con bước chân trần hạ, sống giữa trời lá tà dò thơ. Bến xa có mẹ đợi chờ, thương con chìm đắm dài khờ thế gian. Đi trong các trẻ diêu đàn lai đau kỳ, màn ba cảnh đạo xót xa. Thương con mẹ đồng lòng già kiếm tòa cái gì ăn, chỉ con phản hồi. Đường con đã định rồi căng bọn gắn lo xong, con hỏi đừng mê giác tâm tiếng kệ trần đời. Cơ quyền mấy tạo mẹ đài bút kinh, nơi điện
ngọc tiên đình tỏ ngõ y chung con nào thấy rằng ở tâm qua khai kiếm quệ gan tầm mà lũ ly nước dược mẹ dành con tu tay cung vốn là nơi thiền ngọc a bên trần gian khổ nhọc a trần tiền linh căn đỏ lạc đi trần duyên a thì đi lúc ở lỵ phiền tâm thân đem xuống cột sướng rơi lạnh lẽo thấy chúng còn trên cạnh thế gian biển mê nước mắt lệ tràn là lòng son của mẹ vô ngàn đớn đau đem tiếng kể lời kính trao chút đi chỉ mong con học thuộc hành từ sớm chiều nhớ mẹ cũng hư là con bao đắp lòng từ mẫu đi đường đau qua từ bi nắm chặt thấy chúng con nhịn nhặt mũi tương đường xa là chốn môn trường đã tại đây là cõi vô tường trần đi cũng là cõi trường tỷ quân chót con gắng thì đặng đọt sổ vàng điểm hoàng đức mẹ chứng ban ngày mai dựng bán đạo tràng thiên liên con nội đứa mẹ cho tất cả chữ đạo hiền công quả công phu mối tương sớm tối mặc dầu xa dạng dặm chữ tu thảo hiền thương các trẻ mẹ khuyên lời chót đi cô đi con bòn bót giống lành thì con xứ mạng còn xanh đi mỗi con mỗi đứa tu hành cho xong con phải nhớ đôi vai gánh nặng sớm cùng chiều tiện tặng mà tu dù cho cay đắng trần phù làm dâu trăm họ mỗi bề xót xa cây đức hạnh quá là phổ diện để chúng sanh đi biển có bờ cần kề lúc cành cần nhớ lúc lo lúc đói là con gánh nhìn tình đạo đức đem ra lo chung y cho mọi người hưởng dùng mới an đem ra tầm tất đạo tràng là từ bi hòa nhã mẫu hoàng chứng minh
mọi đứa mọi nhìn tận mặt à, hạnh bảo chân nhiệm nhặt có làm nhớ rằng còn mình thịt xác phàm chữ tu nhịn nhặt chớ làm điều sai đường thi mẹ cho cả tài thi đức đại ngày mai góp sức đạo trời quyền di phổ biến nơi nơi đức tài trọn đủ đằng về ngọc kinh đường công quả thiết minh cho rõ tấm lòng phàm dẹp bỏ từ xưa lòng son chân tánh thượng thừa gốc đằng biên đổi sớm trưa khánh hiền vì mẹ thương các con phàm tánh nên dạy cho tánh hạnh Phật tiên thì lo sử dụng cho chuyên tánh phàm dứt bỏ Phật hiền lộ ra con chớ có giận và nghĩ kỹ gan chủ tâm lý trí đành lành tánh phàm dại dột khôn lanh đi đã lâu nó hại xác phàm sầu bi nay đổi ngọc nhiên trì khai quá định chọn thánh hiền con trẻ tôi trung ta giữ sao nết mực cửu trùng dựng ngày thánh đội đưa chân đọc bài ngày đăng vị thi tài thi đức tài vốn lo đủ sức dựng xây đức hiền phổ quá tận ai đức tài trọn đủ vào ngay phong tòa chân kiên mẫu mẹ cho con đặng mà kiếm huệ lòng đạt được đại la thần thông phong bủa hàng xa các con có Phật đặng mà quá tiên mẹ thương trẻ sầu điên cõi tạm nên dạy con cố gắng hành trình từ đây các trẻ giữ gìn phong ba cùng chịu thân mình đáng tôn đời có mẹ công phu trần câu a vì thương con không giấu cơ quyền diêu đình mẫu ngữ tầng thiên a bút phê kim khẩu gieo truyền tại tâm kim ngôn mẹ tiếc tôi trần hạ y thức tỉnh tâm công quả cho tròn mỗi ngày mẹ dạy cho con à, con nào cũng được lo tròn mới xong đời của mẹ vừa sống
chấm bút cành non tiên kết thúc lời son giả con ở lại gan tròn kim con lại đáo lầu son ngọc đình nam mô tạo hóa quyền thiên diệu trì kim mẫu bảo bạn con thân nam mô tạo hóa quyền thiên diệu trì kim mẫu bảo bạn con thân nam mô tạo hóa quyền thiên diệu trì kim mẫu bảo bạn con thân con ơi gắng trong gìn giữ cho đời thì ba tâm chánh đạo mở mang quyền diệu hoa trong ngọc kinh con gắng đợi chờ là trở về con mới thành thơi bàn ba yêu nhất trang vàng tâm thanh trên chốn cũ hoa các thân thầy đợi đợi cho con hãy đại giác nhiều và cùng chúng mạng sư bao nhiêu gan trong trọn đạo sớm chiều đi con quan cuối cuộc chịu lòn đi trẻ con nhớ thầy cùng đạo căn sư dạng năm bởi bối tượng thừa thương con sớm tối chưa vừa phạm thi chốn đậm kinh kỳ thi chấm phúc và linh tiêu đài ban phúc chúng sinh mở mang con đáng tận tình dạy con mỗi đứa chúng sinh để chờ bên phong điện phổ chơi chơi trần gian tìm tâm đạo đề sầu bi con đang cố đo tròn tâm phúc để ngày sau kết thúc nhẹ nhàng bây giờ đau khổ trần gian chúng sanh biệt lực khổ nàng sầu bi thương con trẻ kỳ thi trăm phút ta con mọi đứa cố gắng thành tình hai trai gánh nặng phù sinh hai trai trọn đạo giữ gìn nghiêm trang bốn về cánh tiếng ban trầu chúa thì chúng con cố gắng dùng bồi muốn về có rắn còn tôi muốn về rắn vì có đòi kỳ ba sợ cá con bốn ba trần cấu thương chúng con có dấu lệ sầu và sớm chịu chờ đợi gặp cháu kỳ ba gặp lửa bao lâu thánh phần con muốn trở về trên linh cảnh thì nghe thầy trọn đạo bên trong kỳ chiều và gây đức gặp công lấy tâm huệ mẫn là sống linh hồn đức cảnh có trường tồn mới đặng ta phước thì duyên thầy độ linh bạn đi để ngày những bạn tiên quan là con còn đặng đã đỡ ràng một linh bàn ba có phù sinh tan phát cả thấy chúng con đường đá chữ rồi khổ này muốn dạng con tôi tất cả điên có gặp cao mỗi gặp tòa thương con trẻ dặn dò phút cuối con cán đòi
tròn, tự linh giảng đức mỗi mòn nghiệp biến ta mãi càng con trăm dương tạo quá tinh thì hạ quân thanh xá rõ ràng tam kỳ phổ độ mở ban ra để chúng linh tự tiếp càng còn thiên ra quay trở lại dậy thời quê cũ để tỳ ba dần du phàm ma chúng con mắc nạn trần gian ta để sầu muôn tuổi nằm cám đỡ làng thương con trẻ chưa trang tình đạo ma bởi vì con mới vào ba phút thiên hà linh tiêu gặp điện diệu quyền mở khai linh điện ta độ miền trần gian ta con tiếp về cái căn chân đi ra để cùng chung hiểu ý của thầy đường nào về đến rồng mây ra đường nào xa đó mỗi ngày con tu gán đi con phù du phù tối đời thầy ban để trẻ học thành mỗi con mỗi đứa đơn cành ngày sau đất quả có rành thiên ban tàn kinh các mở mang trí tuệ ra ra cạnh đập lầu đại thể chứng tri bán khai cho trẻ thì thấy gác công xây dựng thành thì chớ phiền ngày hôm nay phúc thiên chiếu lệnh mừng chúng con phòng thanh đạo màu và gạt thế dình đập quả tây châu ngày mai con đặng bước cầu tiêu chiếu qua chốn đập đài và sớm chiều thầy đợi để chúng con không để tỳ ba đóng qua đại hội trần gian lòng dân trăm phút cải ân đã còn đa phần cõi rồng mây tiếp gần linh tử ra con mỗi đưa mỗi giữ đạo hiền ra mỗi ngày kéo trễ công thiên chúng con còn đỡ còn tiền tâm thân giờ con chó như gà lặng mẹ tự khổ đau sầu căng trẻ giúp chiêu bữa màn ba để giải thiên điều à, cho con học đặng bí miều dồi trao dạo đường lớp thầy trao ngọc bút ta cho chúng con hạnh phúc đón phần à, kiếp người giá tạm tâm thân con ơi cố gắng giữ gần lời khuyên một tiếng canh đập kinh chiếu điện ta cùng linh tiêu tiếp diện mòn trăng ra để cho linh tự phúc phần để ngày mai chấm định phi chân phản hồi hoàng đại thiên con và đám có quyền cung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên con đám có quyền cung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên con thượng con phây phúc càng con thiên qua thị xã chúng sanh đạo quả thiên thành chúng con bái lại ân cha quán đại chúa tế càng con đo khổ trường còn chúng con biết đặng nghe lời thầy dặn tiện tặng công phu sớm tối cận tù quy hồi ngập tranh quê xưa cửa thánh ma tranh nghĩa từ đây tu hiền theo thầy khai quang
duyên nhờ pháp siêu nhiên, nghe lời khuyên rõ con đây chức bỏ ra cỏ cỏ nguồn cơn công dẫn công đoàn đe đặng tiên đoàn quy hồi châu cảnh con lại cửa thăm thầy từ bi con nhớ ơn thầy khai truyền đại đạo từ đây con sẽ sớm tối hầu cung nghe lời tung chung để trung để yêu nhất tâm thông thiếu cụ thiếu cai binh là trở thiên tình trầm tâm trí nguyện con ngay tiếp diện nhờ trên chánh điện thầy tử ngọc kinh sớm tối hữu tình con đây nhất tinh lòng sinh đi khắp sớm chiều cân nhắc thầy dạy cho con biết đi chuông tròn từ đây bót bòn sắc son công bỏ sớm chiều kinh bỏ 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 lời khuyên nam mô cửa thiên cửa thanh thiên quang ngọc hoàng chánh đạo độ con đen vàng nam mô quyền cung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn chứng tâm con trẻ hậu đàn cúc cung con nhận
nghiệp hành còn câu, còn sầu thân đứng truyền, còn phiền chúng con nhân quả chưa yên. Ta cán nghe mẫu dạy về biên tượng cung, thì bên cho chiếu cung chờ đợi các con lo nại thể một lòng và trước sau giữ vẹn tước phong. Nghe lời mẹ dạy lập công sớm chiều, minh mông liền tổ chức ra chiếu ba kỳ ba lạc hướng đỏ chiều con tôi. Đang đi trở lại cao tôi ra về đến gặp mẹ mới đổi kỳ ba. Con của mẹ thiết tha cố gắng đã phần đạo duyên tiền tặng cho tròn công tôn chúng hạnh mốt còn đã đứng đi ra tròn đạo đất đã dẹn phần đã đình đi lại để đòi lập nghiệp khổ lắm thân công kịp nghe con đã sớm mai tu thành chuông tròn. Nghe lời của mẹ sách con thượng đình trên chiếu điện để chiếu linh điện quệ cùng cho con trai tệ bội phần. Mỗi ngày tu hành tâm thân thì con nào cũng được các lần chứng làm ta coi ta biết đạo đồng nam tử cùng các con đang giữ cho tròn đã lòng cần bé dạy cho con ta cùng chung mọi thứ cho tròn kỳ quan. Con nương đốt nhang tình mẹ ta tấm lòng con mẹ chứng mọi bài những sao con trầm cần trời dòng con còn có mọi bài chưa vui ra nghe mẫu dạy đèn tôi cho đúng. Con tám nương cố gắng thành công ma mẫu đây ngữ tầm bể rồng đã thấy con chưa đặng vui lòng vì sao. Ngày hôm nay nhìn con tủ lũ hoa chữ tu hành cố gắng sáng bình đừng chi hết buộc tâm mình để con thêm khổ hữu tình. Nghe con ra con theo mẹ đó tròn với mẹ đi gắng làm sao cần kẻ bị tiều. Chị em sớm tôi thương yêu à, tại sao con trẻ chưa tròn tâm linh ra mẹ thấy con chữ tình chưa sáng. Gắng làm sao duyên dáng thêm tu. Con tám nương nghe lời ba thứ vậy ra cùng nhau. Tại sao con giữ đi tâm thức đi để cho mình buồn khuya. Ngày nay thương trẻ cao đi mẫu đề chúc phúc tại tâm con nhờ kỳ quân đã đợi chờ chi thừa. Sớm cùng trưa hai bữa công phu ở tâm tự sống.
sông quá cầu à, chớ chi con trẻ đêm tố bể hoài. Nên với mẹ mỗi ngày trong sạch à, sao thấy con trong già chưa an à, buồn chi lệ đổ tuôn tràn. Sầu chi tình mẹ mong hoàng chứng trí à, con phải lo kỳ thi thức nhất à, mẹ chiều con đến bậc thượng phòng. Tám nương nghe mẹ sửa lòng à, lời son mẹ nhắc à, cầm tầm diệu cung à, con phải lo tròn tâm tròn đạo à, đừng để lầm và khổ lụy tấm thân thương à, đồng chia sẻ cùng nhau à, chị em mọi đứa đổi trao chớ sầu. Cũng chiêu điện mẹ ban à, bút à, quệ à, chúc cho con nãy đại dạng bài vui lên mới thấy bàn quê mẹ lầu son mẹ cười à, chúc con xứng đáng dạng người đồng son ghi à, bạc dạng phần đức à, tính nam bố quyền di đức mẹ cái ân tạo qua bút son ngân xa nam bố hoàng mẫu chứng minh nam bố hoàng mẫu chứng minh. Cầu phúc ba lũ tầm hương kính mẹ diệu cung xin trang mẫu nữ ba cửu cung ma chân tâm con trẻ hiếu trung cung dường con xin mẹ diệu đường giáng hạ điển quyền di phong cả năm châu đắp bồi con quyết đạo màu và từ đây con bước đi cầu đạo tôn giữ công quả công phu khuya sớm cõi trần đầy đê bớm mẹ ơi ở trần gian trong cảnh đạo này chúng con nam nữ trở về à, ngày nói tay bầm lại con khẩn nguyện a điển quyền di mẫu mẹ chứng tâm con đầu xin mẹ diệu trầm đời chủ cùng giáng điển độ tâm con cần ngày 18 đợi chờ giây phút ma sớm cùng trưa đụng đúc đạo hiền bà con lành đầu mẹ thiên tiên một ngày hai bữa dậy thời chẳng sai đưa cầu phúc chiều nay cầu đạo ma điển du di mẫu mẹ độ trì trần gian con nguyện du di đắp má bồi coi phúc đạo trì quân ba con nam nữ sâu xa tỉnh lạc ma bước đường tu đường đáp tại thiền con nhờ có mẹ thiên liên cầu kiều mẹ bắt đạo hiền con đi ai cũng được du di khai quá kỳ hạ mơn ân xá bội đầm con nhờ mẹ nữ hư không thần thương dân mẹ điểm lòng con tôn
cầu cho huynh đệ dựng tâm đắp bồi. Ai ai cũng được rồi xem báo, ai ai cũng được ráo quyền chi cẩm đang tu nằm kiên trì mang tâm đau giác vậy thì cha ban đa tâm chánh đạo trọn phần linh tâm đã bến đã hiện xưa trở lại cùng nhà đêm dài đêm quay sông xa đừng con đầu đức mẹ vậy mà giờ đây con mỗi đứa quyền duy mỗi lạnh chốn trận đồng canh cánh đạo miền giờ này giây phút thiên liên con tàu bên mẹ là đạo tiên đắp bồi đại cầu trên cao môi từ mẫu ma phủ ân đồng đi xa cho con nữ nam con quyết dùng tròn là đại đại hồng mẹ đã lo tròn đạo công trong lần lắc cảnh hiền du đạo đức ra bến trần gian hết khổ hết phiền đạo trần giai mượn trứng chuyên giờ đây xóa hết thì phiền chân dương ai cũng nghĩ đắc lương bổn phận ta ai cũng đồng trọn tâm trọn tâm lưu ly nước được chịu trầm hứng cầu xin mẹ chế chăm hỏi tình ngày nay hồng mẹ thiên đình con mừng mẹ mở đạo màu dạy con con mừng mẹ ở tung son con mừng mẹ bỏ lầu son xuống trần con mừng con gặp đạo phần mẹ con mừng hướng được tinh thần mẹ cho con mừng đạo đức ma phong tho con mừng mẹ dạy lên đòa kỳ ba con mừng Phật máu chương tòa con mừng mẹ có con đò đức tương con mừng nắm mất mối dưa con mừng mẹ bỏ tưởng thừa đổ con mừng đạo đức lo tròn mà con mừng mẹ bỏ lầu son xuống trần con đai con miệng trọn phần nhà cầu xin mẹ đổ ân cần tiên quan đại cầu lấy trái tuôn rơi an xót tương miệng mẹ thành thơi linh hồn nam mô đại đức từ con diệu trì kim mẫu bảo toàn linh căn nam mô đại đức từ con hóa thân dạng đức độ con phản hồi nam mô vô cực cao tôi thấy thiên hoàng mẫu độ trì chúng sanh nam mô địa mẫu ban hành thứ tha con trẻ đạo lành mẹ ơn nam mô phủ tiên quyền nữ sáng soi quả thân dạng đức mẹ ngồi cung tay giờ đây con nguyện ta mẹ thầy đất thương cung kính vợ này linh quan nam mô con đại mẫu hoàng từ bi tha thứ các đàn chúng sanh nam mô con nguyện tu hành
Đang đợi đạo đây
thánh thông tội tội đầu là cho nên mẹ mới điểm tô điểm linh dạy trẻ nằm bố diện thần đường tu hành trước tiên là đức hạnh chuyên cần gặp tức đau đài khỏi tu chi ở bể ngoài gắn công trao chuốt gia đình rồi mẹ cho con đi con ở trong là Phật Phật tức tâm Phật có đâu xa các con nam nữ chánh tà rõ thông đường lối dạy đà du di tam bàn có thấy gì nhân cách biết chúng còn còn trách còn sầu khổ đau trong cảnh năm trong não phiền cho mẹ thấy bầu linh đơn gieo khắp cả từng hoàng tầng đá đi cho chúng sanh con trẻ trở về khỏi trần con đáng đừng mê nghe lời của mẹ trở về cho xong muốn thành công thì ước mong công quả muốn quả thành tất giả phải dung trồng bón chăm cho đặng lên bông chờ ngày kết trái con đồng đi xương đời mạt pháp sớm tưa buồn mà chán ta thấy chúng con còn chịu chơi chơi tu đành còn khổ trần mê làm sao gặp mẹ màng quê con tiền thì mơn chót chấm liền sức tánh con biết tu cửa thăm mẹ chờ thương con qua dạy qua chờ cho nên mẹ mới xuống đời dạy khuyên bàn ba lập đạo hiền chân chánh con biết tu cửa thăm mẹ bần đồ đệ đứng đứng bởi vì thấy trẻ gian cưng lì sầu con của mẹ làm dấu trăm mỏi khổ con mang sườn gió con mang tại con lập thành đầu hoàng thì lo đạo đức đàng tràng bối con của mẹ thì nát đương chân chánh tấm lòng thành là đức thánh thanh bay con mẹ đối một tâm nay giữ sao trọn quả bồng lai cần tài con của mẹ là bằng quê chứng đỏ đi xóm cùng đưa giác ngộ tại thiền pháp màu trần đã đảo khuyên để cho ba tất trần miền sen minh con của mẹ đức tinh đầy đủ sớm cùng đưa dạng chủ nhân tâm đạo tâm chân chánh hòa đồng sớm trưa biết bón dung trầm tình thương
quan rồi trao tâm thấy vậy đà mới nên trước thiên cung để sao thiên đạo và tánh tận tường tự tạo dội bài lấy mình hát các trầm ai ăn chớ chỉ giọng trầm đắng cay thêm tiền về mỗi đạo tu hiền cho Phật để sớm cùng chưa có Phật bên thân chớ chỉ tạo nghiệp muôn phần bị tu công toàn đạo có gần ai bảo muốn thượng thừa khai quá đi nhằm đạo tâm ân xá hoàng tiên ta con đào cũng đủ căn duyên tam tỷ tâm đức trần đồng đen trong trước chèo chấm cho xong thuyền đạo ma thuyền tâm linh tái tạo bồ đề kim cố con nơi thuyền kia bát nhã cận đề tu sanh bốn tu sanh đạo lành dung bốn ma tình thiên liên sớm tối sẵn dành thương người đạo đức phàm sanh trần gian thương hết mới thành đạo tiên thương giống ở tình duyên con có bởi vì tâm sáng có nhân duyên đạo chân chánh tự tuyền thương tình nhân đổi là mối duyên đầu tiên tu càng hạ thân mình cho thấp đi chớ cao xa có gặp được thầy tu sao trọn quả đủ đầy làm tôi cho chúng gặp thầy mẹ tu phải đỏ trắng đen quyền diệu á tu mẫu ban không tiểu công thời sớm chiều đạm bạc con ơi ra nghĩ mình ra cần ra có gì mà hơn con vì thương chúng đem đò tu khổ ma đem tài giác độ cho sanh ai ai cũng được đạo lành là mình cho kẻ đối nhìn rành được sao tổ theo mẹ cháu trao đảm bạc đi có được mười chia bảy giữ ba còn ba xớt lại hai phần riêng mình chỉ một chín phần cho sanh con giữ được tâm lành bác đái thì đạo hiền thương trái mẹ ban đi tỉnh tâm đây ránh đạo vàng cá con của đức đấu hoàng có thông con của mẹ đỡ nam ma trần hạ y các con hiền trọn quả dĩ xưa ngày xưa có học tượng thừa có duyên có đức tỷ ba trùng phùng các
con xưa đều trên đông đúc, và mọi tánh linh mọi đưa sáng bình, đủ duyên tâm đạo ngộ bình, thì lo cho trọn đức tình mẹ chờ. Con dòng giống con hiền cháu Phật, thì lẽ nào làm trật con nuôi ăn. Con thương mẹ ở cao tôi, thì con sửa dạ cho đòi quân ba. Dòng giống tốt vậy đà tiên cảnh, con của chúa đức tánh đàng hoàng, huống chi con của mẫu hoàng, là mỗi con đã đức hạnh mẹ cho trọn phần. Ngày xưa kia mẹ cho ăn học đi, mọi thứ con biết đọc biết nghe, biết tu sớm tối cần cài ra gì chân sứ mạng xuống đời mà thôi. Nay mỗi đứa tại mỗi tu chỉnh, trọn tinh thần trên cảnh thiên ban, nhớ cầu đạo đức mẫu hoàng, là chờ con nam nữ trần gian tam tỳ. Lời vàng của mẹ hành ấy, phúc ban yên kiến con tỳ đạo tâm, các con cố gắng nguyện thầm mà lòng con đạo đức trọn lành quân ba. Những lời mẹ nói sâu xa nhưng đầy ý nghĩa, vậy mà đang soi tâm chánh đạo đỏ coi trần tục. Các con tròn gặp lúc đạo điên, ba con tôi bắt giả cử thuyền là sẵn chân bước xuống về miền Tây cung cung. Bốn con trẻ hưởng chung đời đạo, mà kỳ đã quên gặp lại thượng quân. Gán công con trẻ đừng sờn đà, mà ba hậu phước kim đơn mẹ mừng. Con hậu thấy con đừng có đàn như đàn, tròn tâm chánh đáng dù gì. Dù gì là bậc tam kỳ, thánh thần che chở diệu kỳ chứng tâm. Các con nhớ lời xóm y tánh, giả đi rằng mới rằng con tôi, nữ nam mẹ dạy xong rồi, lời vàng tiếng ngọc cao tôi chứng lầm. Bút vàng mẹ ký vừa xong, ai quyền gì con của đạo đồng bốn phương, ngồi trên tựa cánh diêu đường, bà mẹ hiền xây chuyển điện quan tại thiền. Bận con nam tự căn duyên, ta dẫn lời bầu dạy tu hiền quân ba. Chăm bút tình thần sáng cay
bé. Ngày hôm nay cần kẻ cầu an, ngày nay chia mẹ mẫu hoàng, cầu xin đức mẹ giám đàn chứng minh. Đầu cuối lại cầm đương đức mẹ, quả bồi căn tu sửa kỳ ba, chúng con đắp đắp gần trà thần giang xin mẹ dạy bà tu mi. Đầu cuối lại cầm đương đức mẹ, chôn diệu cùng xin mẹ ngó nhìn, chúng con nam nữ tận tình mẹ thương dạy hết nợ trần thế gian. Đầu cuối lại tiên tử nương đức mẹ, lời của con dòng đến tổ cung, từ bi mẹ độ tận cùng, ngày nay xin mẹ độ con sớm chiều. Đầu cuối lại liễu ngũ nương đức mẹ, dạy ra cho con hết cảnh thảm sầu, trần gian từ qua thâm sâu, khổ mang thân xác lý phiền dâm dương. Đầu cuối lại qua lời quỳnh, đầu cuối lại qua lục nương, đức cả mẹ con muốn tu cặn kẻ quay về, cung dung chân chánh dạng bài, nhất từ tiền não bổ đề sáng minh. Đầu cuối lại thất đương đức mẹ, dạy cho con sớm tối dịnh dường, và chữ chồng phải biết tình thương, khi làm đạo hành ra một đường dồi cao. Đầu cuối lại hướng mắt đường đức mẹ, con thấy trên đức mẹ có dành, ở trên chính phẩm thiên đình, con đây đau ước phận mình đau đây, xin mẹ nhớ đôi tay đều dắt mê dắt con lên bình thân cảnh chương toàn tâm. Đạo quả thơm tho kỳ ba đập mạnh, con lo sớm chiều. Đầu cuối lại tụ nương đức mẹ, con đọc câu dạng phẩm núi tương, ta trần gian chi dốc càng tường, ta tìm phương trở lại tụ nương đậu cùng. Quái kiếm năng con xây từng đạo đức, na nhờ tu đường bay nhất độ cho, bị tỳ ba bước xuống con đò, đi chèo bè chống đưa con phản bồi. Bao đạo khổ trái quan con nhất, là đạo tu hành tu cánh ta vô di đa cũ từng xây dựng phương phi, căn tiền đạo đức cách bi sớm chiều, cầu xin mẫu mẹ thương ta yêu độ cho con đặng sanh siêu niết bàn. Nam mô Bồ Tát Di Nữ Phật chứng minh, từ bi phổ quá độ trì linh căn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi phổ quá chúng sanh A Di Đà Phật. Quyền thần hương kính mẹ tìm thuyền, nhất tâm bên lại cầu mẹ độ quyền thăm, để cho linh tử dồi cao sớm chiều. Con nay con nguyện mọi điều, xin trên mẹ nữ cung diêu phản hồi, độ phù ba tánh dẫn tôi, kỳ tham tu sửa lên rồi tòa sen.
tiều gian nan, hết trầu hết khổ lệ trang, đắp tâm chánh đạo mẫu hoàng chính trị. Đêm ngày con trẻ học tây, giờ linh hầu mẹ cung chi kim tiền, giờ trên mẹ chiếu điện tiên, giờ linh các trẻ diệu quyền, tại tâm ma hầu bên đối mẹ ngàn năm đạo tầm chân quả quyền thâm cơ bầu. Con xin mẹ ngự cung lầu, ngày nay giang điện ngõ hầu sáng soi, cõi trần khổ lắm mẹ ơi, từ đây giác ngộ trao dồi trí chân, trí chân chân đế đạo hoàng, kim giai xin mẹ độ ơn con nhờ, bản tâm chánh niệm như tờ, sớm trưa liệu trước chợ giờ đâu nay. Mẹ rồi đến cảnh thiên thai, quỳnh kim địa mẫu chớ quên nơi lòng, nữ nam con trẻ đạo, trong sớm chiều thành cầu hư tâm đen vàng, đầu cuối lại mẫu vàng tay cành, giờ linh thiên chiếu ánh hào quang, chúng con ra sửa soạn đạo vàng, nhân lên đức vẽ mẫu vàng đời kinh, tiên kinh pháp phổ hình đương đáp, vào bệ thăm của bệ sáng soi, tu nhân tích đức cao dồi, sớm chiều quê kiếm cho đòi công tôn, đầu cuối lại thiên thu hoàng mẫu, xin mẹ hiền chứng câu cho con, nữ nam con quyết giữ tròn, tâm quân đức hạnh lo chánh minh, đầu cuối lại thiên đình đức mẹ, chốn trung ương thị xã cho con, dù cho trai trác đoàn đoàn, chúng con đe mẹ lo tròn sớm trưa, đầu cuối lại thượng thừa hoàng mẫu, sinh mẫu hiền thị xã tử linh, khổ mang một kiếp ngũ hành, trai đến gái dẹn nhìn công phu, mang cuộc sống ma trần du, nghiệp lực nghe đã bảo ven khổ cực thân này, nhờ trên đạo quả của thầy, ân thiên hoàng mẫu dựng xây cơ bầu, nay phát nguyện cầu cho ba tánh, đồng chúng sanh, tất cả mọi nơi, nữ nam quyết chí tận tài, cầu cho tất cả trở về quê tiên, cho những kẻ mê phiền dứt khổ, cho chúng sinh giác ngộ đạo màu, từ đây mẹ đổ mập châu, để cho linh tử muôn tông mẫu hoàng, đầu cuối lại tiên ban hoàng mẫu, nhờ ơn trên mẹ độ cho con, ngày nay con trẻ vuông tròn, nhờ linh hầu mẹ sắc son cơ quyền, bổ thần hướng tâm linh cung cốt, bổ thần hướng đông đốt đạo liền, bổ thần hướng dân mẹ tiên thiên, bổ thần hướng mẹ hiền bình chân, bở trên cảnh đài mây nguyệt cảnh, nhờ máu vàng chiếu ánh bình quang, để cho con hết cảnh tai nạn, giờ linh diệu con hiền đà tình tâu, nhớ mẫu hoàng con không gian dâu, đạo sớm chiều in dấu chân xưa, trở về trên đất quả thượng thừa,
sớm trưa năm đời. Để chúng con kỳ ba không lỡ chuyến đò chiều trở lại quê tiên. Cổ đạo mang kiếp sống lý phiền, miễn cho hết trần chuyên nghiệp tục. Con giờ đây trí tâm thúc dục, ma giờ điểm linh của mẹ giáng đàn. Quệ tâm khai hiện tánh rõ ràng, đà kia căn gốc cõi xưa trở lại. Nhớ cùng nam con hiền là làm phai, xin mẫu hoàng hà hải ban ơn. Ma nhờ trên mẹ độ kiếm đàn, cho con đắp được gốc căn cõi hiền. Nam mô hoàng mẫu chứng minh, nam mô hoàng mẫu chứng minh, nam mô hoàng nhớ lời mẹ dạy từ xưa đến nay. Nhớ lời mẹ dạy đêm nay, con dâng kinh thánh nhờ trên chiêu ánh độ cảnh trần đồng. Nhớ lời mẹ dạy lễ rồng tuôn xa, nam mô hoàng mẫu chứng minh. Nam mô hoàng mẫu chứng minh, nam mô hoàng hệ mẫu chứng minh. Con nhớ lời mẹ dạy, con ơi kỳ con hết rồi. Sớm mai tu sửa đắp bồi cho xong, đường xa muôn dặm đông đông. Ma nhớ lời mẹ dạy lo sông đảo trời, về cơm canh tu màn quê ra thì con gặp được cận kề từ con đường phàm trong cảnh huyền môn. Chỉ soi ánh sáng thì hơn con đường chơi quên cảnh quê hương. Mê đỡ trần lỡ tạo đắc thương gắn dình, là vì thương con trẻ hữu hành, cho nên mẹ mới tận tình dạy con. Nghe thấy trần đau khổ con cho kỳ tam đã hết con lo đắp bồi. Còn chi nữa con tôi trong đời, sớm cùng chiều nghĩ lực ca đăng. Ngay trong lời tứ lễ tràn, là chúng sinh nghiệp lực ca mở mang đạo hiền. Thương con trẻ mẹ truyền mối đạo, nhờ tử linh chi giúp hành trình. Con nào nhớ mẹ niềm tin, đầu tiên đã chính thiên đình rồi con. Cửa thành đã mở cũng son, mà con vẫn bóng lo tròn lẻ máu. Đường đời chớ thấp đừng cao, nhìn tâm nhân thiện dồi cao sớm chiều. Thì ba mẹ dạy gọi điều, là con nào cũng được sớm chiều. Thành tâm có sầu cay đắng vàng đắng, chúng căn lỡ tạo nghiệp phàm nên đó. Từ đây bước xuống con đò lấy theo chân của mẹ đầm nhỏ quê tiên. Ngày này con trẻ bình yên, nở trầm dứt bỏ đừng tiền làm chi. Biết rồi khổ con
đó trọn tại giá cho thành. Mai kia mốt nó lẻ cành là về trên cảnh cũ lẻ dành hồng thân cõi trần có cực tâm thân bà con đây mãi lì tiền làm chi nhớ con mẹ dạy hành ấy à, con nào cũng được du di chứng làm à, đời tam có lì chấp chầm con ơi con nhớ đạo lòng sắc son cung đình mẹ mãi chờ con đi chờ ngày con được vuông tròn đạo tu sớm trưa con gác công phu mà con nào cũng được dân du mù tò về thương mẹ mới dặn dò vì con khổ ai con đò mẹ bán đi kim thuyền sớm đặng bình an đi nữ nam gốc đạo an nhàn chiều cung muốn con nam nữ hưởng chung mà lập đời thanh đức thung dung linh non mà nếu con tu hành trường còn không tu phải chịu lý phiền ngày mai lời vàng mẹ dạy hoằng khai con nào giác ngộ chờ ngày đăng tiếng ta hội đồng trở lại cung kiến ta thì con gặp được mẹ hiền cao ngôi đến khi cổ ai hết rồi à con nào cũng được đắng ngồi cỏ sen bên đường đời đau cổ trôi đèn cung chi mẹ mãi chờ con phản hồi à lý chân đạo đức cao dồi à cầu con của mẹ cao mối giữ trường nam mô vô tượng tư tâm diêu trì kim mẫu dưỡng sanh báo mạng từ con ai di đà phật nam mô vô tượng tư tâm diêu trì kim mẫu dưỡng sanh báo mạng từ con ai di đà phật một lại con lại thiên hoàng nga ơn trên đức ca cha hiền chính bệ chứng đàn cho con hai lại lại mẫu cung son ta từ tôn tạo quá độ con mỗi ngày ba lại con lại di đà là thấy thương phật đã dạy mà cứu mi con lại lại đức ra từ bi thích ca phật tổ y chỉ đường là con tu con năm lại lại đức dân cầu cho con sớm đặng đạo du cửa thuyền lại đức có hiền đà từ bi chứng độ mỗi ngày đạo tâm bày lại lại đức quan âm mà cứu bị con trẻ diệu thâm trở về bán lại lại đức chứng đề cho con hết nghiệp và trần bế công thành lại lại các mẹ sanh mà cao ngôi cửu phẩm ma đó dành lòng thân ma trên cửu tiên là quay phần trước nhất trên cửu tiên là chính bậc mẹ sanh cửu phẩm
Cuộc không còn cấp khổ cho đạo đồng
giác ngộ kỳ ba đình. Theo đường cha bé sâu xa, bầy chim một tổ dậy trời, cùng bay đến cõi gốc liền đài khai qua. Kỳ quan tam ân xá thiên tòa, cầu cho huynh đệ lần dò lễ không khóc nữa, đừng sớm chiều dồi cao. Ai ai cũng thấm mùi đạo đức, ai ai cũng tích cực dội mài, ai ai cũng bước bồng lai, ai ai cũng được huệ thai nơi mình. Cầu cho đệ cùng huynh trao chút hiểu trần gian bó buộc làm chi, mở ra cho hết sầu bi, dứt đi khổ tánh, vậy thì mới yên phàm nhân tục khổ phiền mây kiếp. Nay tu hiền để kịp long qua, để huynh sáng sủa trăng ngà, quyền thiên một tánh vậy mà lưu ly. Bích thị tiên rưới vào tâm tục, tham sân si kịp lúc đã tan, đã thấy trên cánh đạo mộng hoàng. Thiền tiên trở lại hiệp đàn linh căn, ngày nay con trẻ quỳ dưới chân mẹ, tấm lòng thành con gửi đến mộng hoàng. Cầu xin mẹ chứng đạo tràng, cho trong con trẻ dạy hai hàng dân kinh, đó là tự hiếu tận tình. Giờ linh hầu mẹ cúc cung kim tòa, xin đức mẹ chứng cho con thảo, mở khai đường chữ đạo chú di. Tâm hiền chọn phận quý y, quỳ bên chân mẹ là một tí tanh vàng. Con không muốn lẻ đàn chim nhãn, cùng một tâm một hướng cùng bay đến thị chánh pháp liền đài, mở ra một tiếng cài hai cùng cùng. Nay con nguyện yêu cung từ mẫu, ánh đèn soi rọi thâu tâm thiên, cùng chung lục đạo trầm tiền, ba đường sao cõi lỵ phiền dấn dương, kiếp nhân sanh là đáp ứng đạo đức, dù khổ thân chữ cực gắng tầm. Phải hành học hành quán âm, từ bi hỷ xá dậy trời, cho an sớm với tối, từ bi đây hỷ lạc ở tâm tu đường đát vòng vòng, và đó là hoàng mẫu ước mong cho trong linh tử lập công tam tỳ. Tứ vô lượng tâm đỏ trì căn tánh, tùng quế màu cai ánh chân quang, ngày nay quỳ trước mẫu hoàng, con thiền cung túc đạo tràng dân hương. Lời kinh sang sủa đáp đương, con xin hồi hướng bốn phương hưởng giờ. Bên mong không bến không bờ, trần gian tìm đắm bịch bờ gió sương. Ngày nay thấy được chiếu dương ánh sáng, khắp đại đồng rõ án quyền di. Hầu trên đức mẹ diệu trì,
chứng cho linh tử lại quỳ dân tình. Nam mô Hoàng Mẫu Chứng Minh, Nam mô Hoàng Mẫu Chứng Minh, Nam mô Hoàng Mẫu Chứng Minh, Nam mô Hoàng Mẫu Chứng Minh. Con
lai thần đức mẹ chốn trung ương chính chứng trẻ đôi dòng tử linh con trẻ đạo đồng ngày nay hầu mẹ tâm đồng sanh son mẹ cứu trẻ cho tròn từ chữ thiếu để kỳ ba không thiếu lý sầu đắp bồi trở lại Long Châu là con đất cảnh con sầu trái ngang giờ linh diệu con hiền hầu mẹ ngủ thần hương sinh mẹ giáng lâm mùi hương sông câu đến cũ trùng con xin đức mẹ chiếu cung độ tổ nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh. Tháng tam dâng kinh trước mẹ hiền thơ màu cái quán đào tiên thiên quỳnh cơ đạo đức truyền khai tâm nhiếp giả căn duyên đạo bộ còn nam mô hoàng mẫu kính thi hoàng mẫu căn lành con trẻ có lo sống sớm tối dày công chứng ở lòng tam kỳ thánh đức duyên khai ngọn chỉ hướng trầm kha quả dày công thi mẫu hoàng diêu điền ngóng trong mấy độ đời thu tàn la uống cảnh chơi dơi màn tiên héo hắt vào ra đời tử linh còn ở chôn mê đồn thi hoàng mẫu mắt hạ còn đóng cái chữ sầu sầu bi và khổ cằn phàm ông kỳ lực thành căn duyên khai qua đức tánh mẫu ban trẻ dung thi mẫu hoàng con hiền có biết được lời xóm đợi trẻ cũng di dạ hằng còn mà quá thể như cơn do lừa tâm lành màu đổ khỏi tay ương thi mẫu hoàng tháng tám trăng tròn đến trung thu hát đàn gặp duyên kẻ tận cùng
chờ ngày mẹ giáng cơ thiên lòng đem bích thủy tiên cứu độ đời. Đi ngộ hoàng diệu diệu thầm thầm con nhớ chăng à, nhớ lời con hứa đặng trọn phần, hứa gì với mẹ khi linh diệu, hứa gì đặng đắp được bồi công. Khi một hoàng chuyến chót đò chiều mơ tử linh, gạn công bước xuống đi để cứu mình, dứt nghiệp trầm khá không dai nữa, trả dai dai trả mấy độ xong. Thi màu hoàng kia kia có một chuyến đò ngang xuôi chèo cưu vớt y cầm trận hoàng, vớt người hữu hành duyên đặng phước để đạo diệu cùng quả gì tây. Khi một hoàng mẫu trữ tình thâm nợ nào chia, thương con ngấm lệ giữa đêm khuya, vào ra cung ngọc tình thương trẻ, mến con dạy dỗ lúc hạ màn. Nam mô vô tường hư tâm địa mẫu bảo bàng con thân, nam mô A Di Đà Phật. Sám kinh mẫu hoàng điển linh tạ giam bút ký thơ đài diệu cùng giang đà độ trẻ trí tâm, nam mô hoàng con
do thượng từng tâm đi dạy cho con biết ta là lòng thanh cao. Đủ màu đủ sắc chơi nhau qua đủ tâm đức hạnh dồi cao sớm chiều chỉ cho con biết mọi điều và chỉ cho con biết cầu kiều bước qua nỗi đằng hết cảnh bôn ba đi về quê gặp mẹ cùng cha mới vàng thanh thanh đau khổ vô ngàn mê trong cơn trần thế ba đào gió sương đi là ngày tự khắp đa đường trong cơn tự lửa vàng cao mới dân đường mẹ thương con trẻ mười thương ta đã bao nhiêu cài đắng dân dương tận biển một thương con trẻ bị quyền xa cha cách mẹ tận miền bao năm ai thương nước mắt quá trầm và vì con mẹ mới từng gian tâm phải tiền là vì đời con trẻ chưa thiên có mang trần thế lý phiền tâm thân ba thương con trẻ vô lần là sợ con mang trần nhân dương ma để rồi xa cách nhiều đường ngày qua tháng lại tớ dương một tàn con thương mẹ mới dán đàn là chỉ cho con biết qua tàn dữ thấy ra con sầu cách trẻ bỏ đi rồi đạo đức hạnh vô di thượng thừa năm thương ta lòng mẹ đi sớm trưa mong con chưa muối đắp bồi hạnh cao đừng vì trong cảnh đau đau vì sợ con tạo nghiệp ngày sau có dài sao thương là con lắm con ơi à ngàn năm cách mẹ xa quê không về à đỡ trần đất tạo sầu mê quê tiền không nhớ bồ đề chưa thay phải thương khuyên trẻ làm gái à chớ đừng dạy dọt gái trai nghĩ cần là tình thương phải đổ tâm thân gán cầu mẹ đổ trọn phần con thôi tám thương mẹ gặp chỉ rồi con tiên con Phật được ngồi tò sen nhìn đời mẹ thấy đu chen thấy con có đứa trôi rèn sớm mai khóc trầm vì sợ đắng cay sợ con trẻ hỏi vòng gái một mình chính thương cũ phẩm thiên đình mẫu vàng phê bỏ hữu hình đổ con vì con bé dạy đi con đã thương con cửa cửa lòng son đợi chờ biết con quá dại quá khờ cho nên mẹ mới trông chờ con tu sớm chiều con trẻ bờ lưu gặp sao biết được công phu cho tròn mười thương mẹ sợ mất con ngàn năm chia biệt khổ còn thấy gian chính sao ức khổ ngàn từ đây đến mọi
chàng dâm que. Sợ con mẹ nói không nghe, ngày sau chẳng có tiền bè con tôi á. Đỡ trần con chịu nổi trôi, khổ thân cả xác sầu bi tế phàm. Gán thì con nói tưởng thừa mẹ trong ra đến đây tạm dứt dầm máu bòi tiên cánh lễ đồng chờ con tam bố vô tường tư tâm yêu trì đẻ máu dưỡng sanh báo mạng con thơ đại từ con thân phổ cực hai đà bao năm xa cách mẹ.
đây con biết cần hà lo công. Đầu cuối lại lục hoài lục nương đức mẹ, con quyết tu trở lại cũng chỉ phung dung đạo đức tu trì thành hiền. Sớm tối trần hai đất bồi đường thế tục đừng bồi đau khổ, mẹ thương con chỉ cho con về khổ sầu cay đắng. Mẹ ơi sớm trưa một bông tay tê phạm trần, đầu cuối lại lệ tích nương đức mẹ. Bởi con trần sớm tối sân si gia nghiệp phạm bao cảnh kéo kỳ, làm sao trở lại cũng chi tội này. Xin mẹ độ con gặp thầy quê cũ cũng vì con biết tiên nấu hoàng được sớm chiều đạo đức sửa sang lòng son ti dấp cần gian tam tỳ. Đầu cuối lại ơn bác đường đức mẹ đã trốn đài tiên nhiều trẻ về quê, con liền nay đã chán chê bao năm trần thái tê xa phàm. Bê giới đắm lưng trầm nhiễu tục, đã bao phen đã hầm bút giữa dòng, nở trần cay đắng lâm tâm. Khổ vì nghiệp chướng lệ đồng khóc than, đầu cuối lại đầu cuối lại tủ đương đức mẹ. Con biết tâm tu hành tam tỳ trầm đừng khóc chốn sầu bi, nhiều tòa trở lại dây tì bàn ba quế kim năng. Con biết tâm trần cái đạo đức hiền sớm tối dồi trao qua cởi mê trên chốn trần hầm bế si dứt bỏ thoát dòng trải quang. Nay cầu chính mẹ mở mang trí huệ để chúng con hãy thể sớm chiều dấn kinh tu hành tỷ biều, ngày mai trở lại đó đàn thiên cung. Ba nam mô a cụ a di thiên đương từ bi phổ ba chúng sanh. Nam mô cụ di thiên đương từ bi tiếp điện cho con tại kiên tiền đầu mẹ ngày nay. Nam mô cụ di nữ phật chứng minh. Nam mô cụ di nữ phật chứng minh. Nam mô cụ di nữ phật chứng minh.